Toyota Fortuner 2021 có 3 phiên bản tại Malaysia. Giá của phiên bản 2.4AT2 cầu là 167.357 ringgit, tương đương 959,46 triệu đồng. Phiên bản 2.7SZZ AT2 cầu có giá 172.244 ringgit, 987,48 triệu đồng. Nếu muốn sở hữu phiên bản 2.8VZZ AT2 cầu, khách hàng phải chi số tiền 203.183 ringgit, 1,165 tỷ đồng. So với đời cũ, 2021 có sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế giống như đã ra mắt tại Thái Lan. Phiên bản 2.7SZZ AT2 cầu có lưới tản nhiệt họa tiết lượn sóng. Cụm đèn pha bi LED được sửa đổi, nối liền nhau bởi dải rôm. Đèn LED chạy ban ngày được đặt ở vị trí thấp, đèn sương mù và đèn hậu dạng LED. Trong khi đó, phiên bản 2.8VZZ AT2 cầu có ngoại hình thể thao hơn. Cặp đèn pha LED hấp dẫn hơn với bố trí DRL phân đoạn, lưới tản nhiệt phía trên mỏng hơn và hốc hút gió phía dưới trông dữ dằn hơn. Đèn sương mù LED kiểu dáng đẹp hơn và bộ khoách tán sơn màu xám để tăng thêm độ tương phản với màu sơn ngoại thất. Di chuyển ra phía sau, phiên bản 2.8VZZ AT2 cầu có thiết kế cản độc quyền với các họa tiết thiết kế hình chữ L ở các cạnh, hòa quyện vào cụm đèn sương mù. Các chi tiết như nóc xe, cột A, ốp gương chiếu hậu và cánh lướt gió trên mái được sơn màu đen. Tất cả các phiên bản đều có bộ la răng 18 inch, nhưng riêng phiên bản VZZ có mâm hai tông màu đẹp hơn. Bên trong khoang cabin, bảng điều khiển không có gì thay đổi. Ghế ngồi bọc da với các điểm nhấn màu đỏ. Màn hình giải trí cảm ứng với giao diện mới, tích hợp sẵn Android Auto và Apple CarPlay. Một số trang bị tiêu chuẩn khác gồm điều hòa không khí tự động với cửa gió cho hàng ghế sau. Đèn nội thất LED, hệ thống chiếu sáng xung quanh, gương chiếu hậu chỉnh điện. Về khả năng vận hành, Toyota Fortuner 2021, phiên bản 2.4AT2 cầu, dùng động cơ diesel 4 xi lanh dung tích 2 lít, cho công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 400 Nm từ 1.600 vòng trên phút. Hộp số tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Phiên bản 2.7SZZ AT2 cầu được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2,7 lít cho công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng trên phút và mô men xoắn 245 tại 4.000 vòng trên phút. Hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh. Cung cấp sức mạnh cho phiên bản 2.8VZZ AT2 cầu là động cơ diesel 4 xi lanh tăng áp dung tích 2,8 lít với công suất 201 mã lực từ 3.400 vòng trên phút và sức kéo 500 từ 2.800 vòng trên phút. Hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tất cả các phiên bản của Toyota Fortuner 2021 đều được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense TSS.